Gần 8 chỉ vàng cho hai cái logo để gắn vào đôi sục hoặc là đôi giày. Đây là cái logo Vương Miện trên ý tưởng thiết kế từ thanh sô-cô-la sự ngọt ngào và yêu thương. Kết hợp với logo Vương Miện, chị Lan đã tạo ra được một cái bộ logo để đưa vào, để gắn vào đôi giày, đôi sục chị Lan sẽ mang hàng ngày. Hiện tại đôi giày này chị Lan đã hoàn thiện từ da. Chị Lan nhập tại nhà máy thuộc da nổi tiếng hàng đầu trên thế giới và chuyên cung cấp da thuộc tốt nhất cho hầu hết tất cả những công ty đồ da thời trang nổi tiếng xa xỉ trên thế giới. Sau đó, với kỹ thuật chuyên môn của thợ chuyên nghiệp của Kỳ Lân Luxury, handmade từng đôi giày, đo ni đóng giày cho từng quý khách, và bây giờ Kỳ Lân sẽ thực hiện gắn logo vào. Đây là bộ logo Vương Miện và ý tưởng từ thanh sô-cô-la ngọt ngào yêu thương. Hai bên hông của logo là biểu trưng lấy ý tưởng từ thanh sô-cô-la, ánh sáng bóng từ vàng hồng nguyên khối và hội ngoại chuẩn nên là đẹp, sang, sáng. Và bên trong là chính là logo Vương Miện, biểu trưng của sự cao quý sang trọng. Và logo Vương Miện này là biểu trưng của sự cao quý sang trọng màu hầu hết trong tất cả chúng ta ai cũng muốn vươn đến, hướng đến. Vì vậy, bộ logo Vương Miện này sẽ phù hợp cho tất cả mọi người sử dụng. Và nếu như quý khách muốn phong cách cá nhân riêng, tạo thành dấu ấn riêng, thì quý khách có thể đưa logo, đưa biểu trưng, biểu tượng, họa tiết mà quý khách muốn đưa vào sản phẩm của mình, hoặc là nói ý tưởng cho Kỳ Lân sẽ thiết kế những bộ logo, những cái chi tiết, những cái ý tưởng mà quý khách muốn Kỳ Lân sẽ thực hiện và Kỳ Lân sẽ gửi quý khách duyệt. Sau đó Kỳ Lân sẽ hoàn thiện theo đúng yêu cầu, đúng sở thích và đúng cảm xúc, bởi vì Kỳ Lân là đơn vị chuyên phục vụ sở thích, phục vụ cảm xúc thăng hoa nhất đối với thú chơi về đồ cao cấp xa xỉ một cách tuyệt vời và trọn vẹn nhất, tinh tế nhất đến với tất cả quý khách hàng. Một đôi giày đã giá trị kết hợp với gần 8 chỉ vàng và những viên kim cương vuông hoặc xoàn thiên nhiên tuyển chọn.